đến cái nhà hướng Đông Nam. Nhà hướng Đông Nam sang năm 2023 thì chúng ta có cái sao Tam Bích đáo vào, bao gồm các cái phụ tinh như là Thái Dương, Thiên Phúc, Dịch Mã, Tang Môn, Hối Khí và Lực Sĩ. Tam Bích đó là một cái hung tinh thất vận, là ngũ hành thuộc mộc, là mộc đáo mộc cung, thành ra gọi là lưỡng mộc mộc chiết. Cho nên thành ra là ở hướng này sang năm thì cần phải hết sức lưu ý những câu chuyện liên quan đến thị phi, giấy tờ, thì ký tá hay là văn bản hợp đồng là các bạn cần phải lưu ý. Chúng ta cần phải sử dụng một cái thảm có cái màu đỏ là ngũ hành thuộc hỏa để nó tiết cái khí của Tam Bích ra, nó tiết cái khí Tam Bích ra để nó xả cái khí đấy ra thì nó mới có thể hóa giải được. Thì chúng ta sử dụng cái thảm màu đỏ để mà đặt vào phần phía trước của nhà mình để mà tăng thêm, cường thêm cái tài lộc và hóa giải đi cái thị phi của cái sao Tam Bích Lộc Tồn. Đối với ở nhà hướng Tây Nam thì gồm các sao là Nhất Bạch, Nguyệt Đức, Kiếp Sát, Tử Phù, Tiểu Hao và Hồng Diện. Ở đây chúng ta nói đến các sao là Nhất Bạch, Nguyệt Đức, Kiếp Sát và Tử Phù. Nhất Bạch đó là một cái sao tiến tinh, chủ tài lộc, ngũ hành thuộc thủy, là một cái sao rất là cát, đúng không? Mà bản thân là vị trí của Tây Nam là vị trí ngũ hành thuộc thổ, thổ thủy tương khắc sinh tài, cho nên ra là ở cái phương vị này đó là một cái phương vị rất tương đối là cát lành trong cái năm 2022, tương đối là cát lành trong năm 2023, và chúng ta cần phải kích hoạt và tăng cường phương này lên thì để mà tiến tinh tiến khí, để nạp thêm khí cho Nhất Bạch, để tăng thêm cái tài lộc đối với nhà hướng Tây Nam, mà đặc biệt cho những anh chị nào mà đã khởi công và xây dựng cái nhà hướng Tây Nam theo tư vấn của Phong Thủy Tam Nguyên vào cái năm 2022 rồi, thì năm 2023 này thì chúng ta sử dụng cái thảm có màu ghi hay là có cái màu xám đặt ở phần phía trước nhà của mình. Cái thảm này tôi đã nói là cái thảm welcome, chị ra bên ngoài anh chị mua, anh chị lựa chọn cái màu, chọn cái màu thôi, đúng không ạ, để mà có được cái màu thật là tốt thôi. Để tôi thì là chúng ta có thể đặt vào bên trong cái phần nhà của mình để chúng ta tăng cường thêm cái tài lộc. Và lúc này thì thổ tại bản cung nó tương sinh cho hành kim là cái thảm, và tương sinh cho Nhất Bạch để chúng ta kích hoạt cái tài lộc lên. Đối với cả nhà hướng Đông Bắc là cái hướng mà sang năm cũng là một cái hướng xấu, vì bản thân là thất xích là sao thất vận, mà nó lại là cái năm mà khí nhịp cuối, tức là khí nó bùng lên, cho nên thành ra là bên cạnh đó lại có thêm bệnh phù, vong thần, ngũ quỷ và điều khách đáo đến, cho nên hướng này không phải là một hướng tốt trong năm 2023. Tuy nhiên việc xây dựng nhà cửa mới và việc xây mới cho nhà hướng này thì lại hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên là nếu như mà cái hướng nhà không thì nó lại chưa phải là một cái hướng tốt. Cho nên là những cái vấn đề liên quan đến giấy tờ vay nợ, đứng hộ tên, hoặc những cái trong nhà có người lớn tuổi mắc bệnh lâu ngày là chúng ta cần phải hết sức là lưu ý. Đối với nhà hướng Tây Bắc thì phạm phải các sao ngũ hoàng rất nguy hiểm, đúng không ạ? Bạch hổ, địa sát, chỉ bối và thiên quan phù là những sao mà hung tinh đáo vào trước cửa. Phương Tây Bắc năm nay ngũ hoàng là cái đại sát tinh đáo đến. Mặc dù nó là may thay nó ngũ hành thuộc thổ mà Tây Bắc lại thuộc kim, thổ kim tương sinh nên nghi tĩnh thì không sao cả, tức là chúng ta giữ sạch sẽ, chúng ta làm cho nó gọn gàng. Tĩnh ở đây là tĩnh khí, nó trước cửa thì nó thường xuyên ra vào thì nó động khí, nhưng mà động ở đây là động khí cát, động cái điều tốt chứ không phải động cái điều xấu, thì như vậy thì nó sẽ là cái tốt. Và lưu ý năm nay thì tuyệt đối không đứng tên hộ, giấy tờ hộ, không góp vốn, không khởi sự làm ăn đều là không tốt, dễ bị tán tài. Và anh chị sử dụng cái thảm màu ghi để mà tiết khí của ngũ hoàng ra và bổ trợ cho bản cung để mà làm cái thảm để đặt trước cửa nhà cho mình. Như vậy là chúng ta đã có bốn cái hướng, là bốn hướng tứ duy, bao gồm là hướng Đông Nam, hướng Tây Nam, hướng Đông Bắc và hướng Tây Bắc.